Trong bài này, ta thấy có dấu nối giữa hai nốt tròn với nhau. Ta đánh nốt tròn đầu tiên và ngân dài 8 nhịp. Các em nhớ để ý số ngón tay của từng nốt và đặt cho đúng. Bây giờ thầy sẽ đánh mẫu bài này. Mi 2 3 4 Re Đô, Mi Re Đô, nhịp Đô nhịp La Đô 2 3 Son 2 3 4 Mi nhịp Đô nhịp Re 2 3 4 5 6 7 8 Mi 2 3 4 Re Đô, Mi Re Đô, nhịp Đô nhịp La Đô 2 3 Son nhịp Mi Đô Rê nhịp Đô 2 3 4 5 6 7 8 Si 2 3 Đô Rê nhịp Son nhịp Son 2 3 La Son nhịp Đô nhịp Đô nhịp La nhịp Fa nhịp La nhịp Son 2 3 4 5 6 7 8 Mi 2 3 4 Rê Đô Mi Rê Đô nhịp Đô nhịp La Đô Son nhịp Mi Đô Rê nhịp Rê Rê Đô 2 3 4 5 6 7 8. Bây giờ thầy sẽ đánh chậm bài này. Mi 2 3 4 Rê Đô Mi La Đô 2 3 Son 2 3 4 Mi nhịp Đô nhịp Rê 2 3 4 5 6 7 8 Mi 2 3 4 Rê Đô Mi Rê Đô nhịp Đô nhịp La Đô 2 3 Son nhịp Mi Đô Rê nhịp Rê nhịp Đô 2 3 5 6 7 8 Si 2 3 Đô Rê nhịp Son nhịp Son 2 3 La Son nhịp Đô nhịp Đô nhịp La nhịp Fa nhịp La nhịp Son 2 3 4 5 6 7 8 Mi 2 3 4 Rê Đô Mi Rê Đô nhịp Đô nhịp La Đô 2 3 Son nhịp Mi Đô Rê nhịp Rê Rê Đô 2 3 4 5 6 7 8 Bây giờ thầy sẽ biểu diễn hoàn chỉnh bài này.